Xin chào các bạn, liệu răng sứ lava có phải là lựa chọn phù hợp với người trẻ tuổi? Bạn có mong muốn có một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá lý do tại sao răng sứ lava lại là lựa chọn hoàn hảo cho người trẻ. Người trẻ hiện nay rất quan tâm về vẻ ngoài và nụ cười chính là một phần quan trọng. Răng sứ lava không chỉ giúp khắc phục các khuyết điểm về răng mà còn đảm bảo cho bạn có nụ cười tự nhiên và bền bỉ. Dưới đây là những cái lý do mà răng sứ lava đặc biệt phù hợp với người trẻ tuổi. Thứ nhất đó là thẩm mỹ tự nhiên. Với răng sứ lava thì bạn sẽ có được màu răng tự nhiên giống với răng thật và không bị giả. Thứ hai là công nghệ thiết kế tiên tiến giúp phản chiếu cái ánh sáng tốt mang lại nụ cười rạng rỡ và tươi sáng cho bạn. Thứ ba là phù hợp với lối sống năng động. Người trẻ thường có thói quen ăn uống và giao tiếp nhiều. Răng sứ lava có khả năng chịu lực tốt, giúp bạn tự tin hơn trong các hoạt động hàng ngày mà không phải lo răng bị hỏng hay là bị nứt vỡ. Thứ tư đó là tuổi thọ dài. Làm răng sứ là khoản đầu tư lâu dài và răng sứ lava có thể giữ được từ 15 đến 20 năm. Với người trẻ thì điều này rất quan trọng vì nó giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và thay thế sau này. Một cái ý nghĩa nữa đó là răng sứ lava làm đúng quy chuẩn thì nó sẽ hạn chế việc phải mài tổ chức răng như là so với các dòng răng sứ kim loại hoặc là các dòng răng sứ không kim loại rẻ tiền khác nhé. Rất nhiều khách hàng trẻ tuổi đến với bác sĩ Cường nói rằng là họ sau khi mà làm xong răng sứ lava thì họ cảm thấy rất là tự tin và nó rất là phù hợp với sự năng động. Có thể ăn cua, ăn ghẹ, ăn các loại ổi, cóc rồi các đồ ăn cứng mà không cảm giác bị ê buốt. Và nếu mà bạn là người trẻ đang tìm kiếm giải pháp làm thẩm mỹ cho răng thì răng sứ lava chính là một cái lựa chọn lý tưởng. Hãy đến ngay phòng khám của chúng tôi để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhé. Đừng để những cái khuyết điểm về răng ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Đăng ký ngay hôm nay để được kiểm tra và nhận gói khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng trẻ tuổi từ bác sĩ Cường. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng khám phá liệu răng sứ lava có phù hợp với người có thói quen nghiến răng hay không. Nếu bạn đang gặp vấn đề này thì đừng bỏ lỡ video hữu ích vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.